Xin mời các bạn quay trở lại với channel của Virus. Chúng ta sẽ đến với Người Khóc Cùng Anh. Yêu cầu khá là nhiều của anh Hồ Quang Hiếu và Ribisachi. Anh Hiếu, các bạn biết không? Thằng TikTok lướt thấy mà hài lắm. Ok, chúng ta sẽ đến với Người Khóc Cùng Anh. Bạn nào mà lướt TikTok thì nào thấy anh Hiếu rồi à? Đỉnh đỉnh. Cái màu nhạc này là màu nhạc mà nó khá là giống với một khu vực, một cái vibe âm nhạc như anh Lê Bảo Bình hoặc là cái màu nhạc kiểu ở cái khu vực có những tượng người nghe riêng Uber Tu kìa. Rồi ôi, cặp này đẩy thuyền. Ngày em đi, anh đã không giữ tay em lại. Để cho em buông tay anh đi theo một ai. Sao anh hiểu sao rồi? Níu đôi tay em lại. Anh hiểu đóng buồn cười quá. Do mình xem TikTok nhiều ấy đâu. Ui chết rồi, cho màn hình to. Anh sợ. Sorry mọi người nha. Rất xin lỗi mọi người, lại sorry mọi người khi để màn hình nhỏ như vậy. Ngày em đi, anh đã không giữ tay em lại. Để cho em buông tay anh đi theo một ai. Sợ níu đôi tay em lại. Xin lỗi mọi người, thực sự là cảnh vừa rồi tôi xem anh Hiếu đóng tôi hơi buồn cười một xíu. Tại vì cô xem có vẻ xem TikTok anh nhiều, anh thấy như hà nhiều quá đâm ra là sự vô tình. À, đang bị vấn đề sức khỏe rồi. Có bao giờ trong tim em anh quan trọng nhất? Và có bao giờ Ruby đang rất là lo lắng cho anh Hiếu đây. Nắm tay rồi. Có bao giờ em nghĩ đến anh, hay chỉ mình anh nhớ em từng đêm? Rồi, mắt có vấn đề luôn rồi. Anh quen rồi, cảm giác không có em bên cạnh. Dù đã nhiều lần anh cố nói dối để em vui, rằng anh đã hết yêu em lâu rồi, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xóa hết bóng hình em. Và nếu không là tất cả thì đừng là gì của nhau, để cuộc tình kéo dài chỉ thêm đau. Và nếu không là tất cả, xin em cứ rời xa. Một mình anh nơi đây không sao mà. Đi bị đồng tốt con này. Rồi, tôi hiểu quá. Về vấn đề sức khỏe. Hai người sẽ phải vượt qua chuyện này như thế nào đây? Rồi xong, để lại bức thư rồi. Đi đâu rồi? Có bao giờ anh Hiếu ơi, đi làm TikTok rồi. Trong tim em anh quan trọng nhất. Đê. Và có bao giờ trong em anh là duy nhất? Có bao giờ em xin cậu hãy rời xa con gái chúng tôi, hay chỉ mình anh nhớ em từng đêm? Anh quen rồi, cảm giác khi anh không còn em. Lúc này là bị mù rồi đúng không? Bị mắt rồi đúng không? Dù đã nhiều lần anh cố nói dối để em vui, rằng anh đã hết yêu em lâu rồi,
nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xóa hết bóng hình em, và nếu không là tất cả thì đừng là gì của nhau, để cuộc tình kéo dài chỉ thêm đau. Và nếu không là tất cả, xin em cứ rời xa. Một mình anh nơi đây không sao mà. Anh làm như vậy, anh làm như vậy có giải quyết vấn đề gì không? Cảm ơn Remy đã ngăn lại, không chúng ta đã mất đi một danh hài TikTok. Remy diễn đạt quá. Xin lỗi mọi người nhá, cái cảm quan nó đến từ việc mà hâm mộ anh Hiếu ở trên TikTok nhiều quá. Với giúp đỡ của Remy, anh Hiếu đã có lại được niềm vui tuyệt vời trong cuộc đời rồi. Chàng họa sĩ năm ấy. Có bao giờ trong tim em anh quan trọng nhất, và có bao giờ trong em anh là duy nhất? Có bao giờ em nghĩ đến anh, hay chỉ mình anh nhớ em từng đêm? Anh quen rồi cảm giác khi anh không còn em. Dù đã nhiều lần anh cố nói dối để em vui, rằng anh đã hết yêu em lâu rồi, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không và nếu không là tất cả thì đừng là gì của nhau, để cuộc tình kéo dài chỉ thêm đau. Và nếu không là tất cả, xin em cứ rời xa. Một mình anh nơi đây không sao mà. Dù đã nhiều lần anh cố nói dối để em vui, rằng anh đã hết yêu em từ lâu, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xóa hết bóng hình em. Và nếu không là tất cả thì đừng là gì của nhau. Đó là câu chuyện của cuộc đời tôi. Và bây giờ tôi muốn quý vị chiêm ngưỡng bức tranh đẹp nhất. Một mình anh nơi đây không sao mà. Dù đã nhiều lần anh cố nói dối để em vui, rằng anh đã hết yêu em từ lâu, nhưng trong tim anh chẳng thể quên được em. Anh không thể nào xóa hết bóng hình em. Cảm ơn em, người đã nâng anh dậy và cho anh thêm cuộc sống ý nghĩa. Xin em cứ rời xa. Một mình anh nơi đây không sao mà. Nếu không là tất cả, xin em cứ rời xa. Một mình anh nơi đây không sao mà. Xin lỗi mọi người nhập tâm về MV quá, tranh đẹp ạ. Wow. Nếu không là tất cả. Tranh khá là đẹp à, và chúng ta cũng đã hiểu qua được cái gọi là những cái sự gọi là thú vị từ cái MV này của anh Hiếu. Và mọi người thấy đấy thì sao ta? Không được, mình để đổi sang cái màn hình này cho nó tiện. Đây. Đầu tiên thì tớ rất là thích anh Hiếu ở điểm là có một cái cảm tính rất là tốt, là nhiều, là bởi vì thực sự là lâu không anh không ra sản phẩm âm nhạc mà lại xem hay nhiều xem TikTok của anh Hiếu, thì anh ấy là người rất là hài hước. Không nghĩ là bài nó lại bị buồn như thế này.
Tớ sẽ nhận xét một cách theo cảm giác công tâm nhất, chứ không phải là vì thích hay là mộ. Nhưng trước hết là tớ muốn giải bày cái sự hâm mộ đó. Thì đó là tớ thích. Thứ hai đó là cái kiểu màu nhạc này, là kiểu màu nhạc mà có lẽ rằng là nó sẽ phù hợp với màu nhạc giống như tớ đã nói với anh Lê Bảo Bình hay một số ca sĩ được gọi là có thể miền Trung hay miền Tây, thì họ có một cái tệp khách hàng riêng và rất là trung thành. Và đặc biệt là cái lứa tuổi nghe nó cũng đã qua một chặng đường dài rồi. Còn nếu như mà những cái bạn trẻ tiếp cận bây giờ thì họ sẽ thích cái hòa thanh khác, hòa âm khác hơn. Và nhạc này thì nếu mà đối với các bạn trẻ bây giờ thì các bạn đại đa số, nhưng mà tất cả nha, thì với cái nhạc này thì nó sẽ hơi bị hoài niệm, tức là hơi cũ một chút theo xu hướng. Nhưng mình nghĩ là đây là một chiến thuật của anh Hồ Quang Hiếu đi theo một cái ngách với những cái lượng khán giả cơ bản, mình nghĩ cũng hợp lý. Có thể là những khán giả của anh Hiếu sẽ thích cái kiểu gu âm nhạc như này, nhẹ nhàng. Tại sao mình lại nói nó một cái vibe nhạc, tại vì đây ví dụ cái lời nó chỉ là tại sao em bỏ anh, người khóc bên cái này thì cái kia ta da 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 da. À hôm nay thì bắt đầu từ bây giờ video này tớ sẽ có một cái đàn ở đây, và nếu như mà tớ sẽ giải thích cái gì tớ có thể sẽ thể hiện ở đây nếu như mà nó cần thiết. Cho nên là tớ sẽ thể hiện ở đây cho người xem tại sao cái vibe nó lại như vậy. Ví dụ như cái bài này thì nó sẽ là như thế này, nó sẽ là như này thì phải. Ta 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 ta. Các bạn thấy không? Tức là cái gu nhạc hoặc là các cái bài các bạn có thể nghe được cái màu sắc như vậy hơn. Nhưng mà bây giờ thì họ mình ít khi cái bài nó viết như vậy lắm. Nó cứ quay đi của lại một vài nốt như này. Đấy. Kiểu như vậy. Thì cái màu nhạc đấy là cái tớ thể hiện cho mọi người nghe là cái kiểu hòa thanh như vậy thì nó sẽ thấy rất nhiều bài. Với cuối cùng nữa là, đó chính là cái sự diễn đạt về cái MV câu chuyện nó cũng khá là cảm động. Nhưng tớ không nghĩ, tớ không biết là cái kiểu vẽ mà dựa trên cái keo nó có thật hay không, hoặc là cái kiểu đấy nó có logic là ngoài đời thật có người vẽ như vậy không, và lại vẽ được bức tranh đẹp như vậy thì nó có thể là có thật hay là nó chỉ là kiểu như là nhân hóa lên, không phải nhân hóa mà nó gọi là tưởng tượng hóa lên cho thành một cái bức tranh như vậy thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi production này của Virus với sản phẩm của anh Hồ Quang Hiếu và DBCG. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mừng anh Hiếu với sản phẩm âm nhạc quay trở lại như thế này, và chúc anh Hiếu tiếp tục trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Và cảm ơn DBCG rất nhiều đã ngăn chúng ta không mất một thành TikTok hài hước tuyệt vời như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.